Vâng, hiện tại thì bây giờ tụi em đang sổ đèo thành phố Bảo Lộc, mà đèo đang có một vụ gì ở dưới đèo nên anh chị thấy kẹt xe rất là ghê. Nãy giờ hơn một tiếng đồng hồ rồi á, em mới đi được chưa được nửa đèo nữa. Trời thì đang mưa nha quý anh chị. Ủa, bốn ba con xe bồn luôn. Việc nữa hả? Thêm chục lần nữa là anh em mình thoát được hết hết khúc này. Kẹt coi như là từ đầu đèo tới cuối đèo luôn nha quý anh chị, kẹt rất là dài. Hồi nãy là tụi em đứng bên này, là tụi em đứng trên đầu là tụi em chờ, rồi bây giờ bắt đầu bên sổ thì bắt đầu được thông, bên kia thì đang bị chặn lại. Xăng thì mắc mà kẹt đèo, lấy tiền đâu đổ xăng. Đấy, nó kêu một xe bồn kia, anh cho em bình xăng. Anh trước mặt, anh cho em bình xăng, em kẹt xe.